Chào mọi người nha. Hôm nay thì hệ thống tự lãn tự động sẽ giới thiệu mọi người đến một cái loài bẹt nắm cửa bằng nhựa màu cam. Đây gọi là bẹt phun sương nắm hưởng màu cam. Thực ra màu này màu đỏ nhé. Màu đỏ đẹp nhé. Còn cái màu cam vàng á, là màu loài hái nhé. Còn bẹt này thì là cả bẹt tốt. Phun mọi người này. Quay sạc cho mọi người coi. Mọi người thấy hạt sương chưa? Sương rất mịn nhé. Cái này thì gió là ít bay hơn so với cái bẹp bồn hương. Bẹp bồn hương cái hạt sương mịn hơn, gió thì dễ thổi bay hơn. Còn cái bẹp này thì nói chung tương đối hạt sương to hơn và nặng hơn, cho nên đỡ thì gió thổi bay. Cái này là mình dùng một cái bơm nha. Chứ còn ngoài đây thì cái này dùng xả bồn xuống nó không có đẹp được đâu. Cái này phải dùng bơm tăng áp mọi người, hoặc là bơm đẩy nhé. Bây sạc thì mọi người coi. Rất đẹp mọi người nhé. Bẹp này về bẹp bồn hưởng là chuyên tề lá nha. Bạn nào có nhu cầu thì có thể dùng bẹp băng đồng. Đồ về nó sẽ cao hơn. Sướng mọi người này. Bạn nào cần biết thêm chi tiết hoặc cần được tư vấn thì gọi vào số em tư vấn miễn phí nhé. 0942 380 999. Rồi cảm ơn mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.